Và đây là một vài thông số kỹ thuật của bộ dàn Onkyo N7FX. Đây là một trong những bộ dàn cao cấp của hãng và được phát hành vào năm 2008. Thì đây là một trong những cái bộ dàn được phát triển từ những cái thế hệ trước, từ năm 1998, như là những cái hệ CD, MD và cái series FR đã phát triển liên tục để nó ra cái model hỗ trợ luôn cái cổng kết nối là USB. Và với cái cổng USB này thì ta có thể chơi được đĩa nén MP3 VMA trực tiếp luôn. Rất là nhiều tính năng được tích hợp trong cái bộ dàn này. Thì nó sẽ có khả năng để chơi cổng quang, chơi cổng line in từ bên ngoài, cũng như là tích hợp tại FM, AM, MD, đĩa CD và cổng USB. Rất là nhiều tính năng độc đáo. Và đặc biệt là nó hỗ trợ luôn cái tính năng là chỉnh bass chép trực tiếp trên điều khiển từ xa, nên chất âm nó khá là hay. Và trên cái dòng N7FX này thì nó đã tích hợp rất là nhiều công nghệ của hãng Onkyo, như là công nghệ Quad, đó là công nghệ giải rộng thì nó sẽ cho chất âm đầy đặn và chi tiết hơn, và hỗ trợ để cắm trực tiếp USB chơi nhạc số. Ngoài ra thì nó cũng có khả năng để ghi âm thanh nhạc từ đĩa CD sang USB. Và mặt trước của máy được thiết kế bằng vật liệu phay nhôm cao cấp, nhìn rất là sang trọng và rất là đẹp. Và bên trong cái bộ dàn thì được lựa chọn những cái linh kiện cao cấp. Và về phần loa trầm thì đã được sử dụng một cái loại loa cao cấp, đó là màng lõm màng bằng sợi thủy tinh và cái kiềng bằng kim loại, đó là màng AOMF, là một loại loa đơn cao cấp được sử dụng trong cái dòng loa Onkyo này. Và đối với cái loa chép thì cũng sử dụng một cái loa chất lượng nhất mà hãng đã chế tạo ra, thì nó sẽ có khả năng để tái tạo cái âm chép lên tới là 20 kHz. Và đây là loại loa vòng, thì nó sẽ cấu tạo là gồm 8 lớp đặc biệt, nó sẽ tái tạo cái âm bổng rất là tuyệt vời. Và về phần thùng loa thì nó sử dụng cái thùng loa để có khả năng phản xạ âm trầm với cái công nghệ giải phóng năng lượng rung động không khí, thì tạo ra cái chất âm trầm rất là hay. Đây là một số cái thông tin kỹ thuật của cái cục dàn. Và công suất tiêu thụ của nó là 55W. Kích thước của nó là chiều ngang 215mm, chiều cao là 142mm, chiều sâu 349mm, trọng lượng là 5,1kg. Và về hệ thống loa thì cái loại phản xạ 2 chiều, loại loa 4 ohm, công suất là 70W, độ nhạy là 83dB và giải tần của nó là từ 50Hz cho tới 100kHz. Và kích thước một loa là chiều rộng 164mm, chiều cao là 282mm, chiều sâu là 258mm và trọng lượng một loa là 3,7kg. Loa có đường kính là 13cm bằng màng loa bằng vật liệu là OMF. Và cái loa chép thì nó sẽ có đường kính là 3cm